xin chào các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn. Hôm nay các bạn cùng theo chân của Hương đi khám phá một vườn mai mới có một giống mai rất là lạ, đó chính là vườn mai Long Điền tại Bà Rịa, Vũng Tàu nha. Tưởng em cho anh ăn gỏ cá đục chứ, đặc sản luôn của vườn này luôn nè bà con ơi. Vậy thì chúng ta đi thăm vườn mai Long Điền xong rồi sẽ ghé ăn gỏi cá đục nha. Nghe nói gỏi cá đục là một món ăn đặc sản tại đây và rất là nổi tiếng nha, có rất là nhiều khách từ Sài Gòn xuống dưới đây ăn á. Rồi bây giờ em sẽ vô quay cho anh chị xem ở vườn mai này có những cái gì đặc sắc nha anh chị. Em được biết thì ở vườn mai này có một số cái giống mai chuẩn bị sẽ được thị trường săn đón nè anh chị. Ở đầu đây thì ảnh có trồng một cây tứ quý ha. Mình nhìn sơ qua cái vườn của ảnh anh chị. Nhìn sơ qua cái vườn của ảnh thì thấy có vẻ là rất bình thường anh chị thấy không? Nhìn sơ qua thì có thể là mình đánh giá là bình thường. Mà không hề đơn giản nha mọi người. Bình thường nhưng mà không tầm thường. Đúng rồi, không tầm thường. Mọi người tò mò muốn biết cái điểm mà không tầm thường ở đâu á thì mọi người nhớ đón xem video nha, nhớ theo dõi nha mọi người. Đây, bây giờ em sẽ quay cho anh chị xem cái dàn lá ở vườn này anh chị. Để xem coi tình hình mà chăm sóc mai ở vườn trong thời điểm hiện tại, bữa nay ngày mấy Hương ơi? Hôm nay ngày 29. Nay ngày 29 anh chị. 26. Qua mình xem một vòng anh chị mình đánh giá thử coi những vườn mai Vũng Tàu thì có cái bí kíp gì không, mà cái lá mai anh chị thấy rất là xanh và tốt nha mọi người, mướt anh chị ha. Đó, xanh mướt. Bước qua đây quay tiếp cho anh chị xem cái dàn lá ở đây coi có bị hư hỏng gì không. Ở đây thì cũng có sâu ăn lá nè ha, bị sâu rồi, giờ mình đi vạch lá tìm sâu, cái này mới đang nhảy đọt ha. Nhưng mà rất là ít nha. Đây, đang chạy đọt anh chị. Qua bên đi một vòng coi vườn này nhỏ nhưng mà có vỏ không nha bà con. Cây thì thấy đang đi đọt tốt ha. Hồi trước ở Vũng Tàu thì em có quay hai vườn ở đây anh chị, mà hai vườn đó nhìn vô là nó kinh khủng lắm. Đó. Hai vườn đó nhìn vô kinh khủng lắm, nhưng mà vườn này nhìn thấy có vẻ nhỏ nhỏ vậy nhưng mà có nhiều giống mai độc lạ lắm nha bà con. Đó. Anh chị mình chuẩn bị mình đón xem nha. Rồi mình đi tiếp vô phía trong hơn ơi. Ok nè anh chị, cây này nắng quá nè, bây giờ là đang là 12 giờ trưa luôn bà con. Đó, bắt em Hương đi 12 giờ trưa luôn. Về đen hết trơn luôn á trời. Thôi nắng mình đi tắm biển luôn em. Thôi. Tắm biển lắm. Luôn, cái dù đó hợp đi tắm biển rồi đó. Quay cho anh chị xem dạng lá ha. Có vẻ mướt mượt á anh chị. Dạng lá nè. Vậy là lát thử hỏi coi anh chủ cái cách chăm sóc như thế nào mà lá nó xanh mướt như vậy. Em thấy ít bị sâu ăn. Nhưng mà ở nhà em có trồng mai không mà bày đặt đi hỏi tùm lum. Cái gì? Nhà có trồng mai không? Không trồng nhưng mà hỏi giùm mọi người được không? Không, em phải trồng nữa mới được. Vậy hả? Ừ. Vậy cho một cây mai đi, ganh gì nhà em trồng. Ok. Để chúc anh xin cho thánh sinh thánh thinh đây nè bà con. Trời ơi, em không biết anh nổi tiếng trên mạng là thánh sinh đồ hả? Trời ơi, sợ mẹ. Nè, chất trồng nè anh chị. Chất trồng nhìn sơ sơ nè. Thấy có vỏ đậu luôn nè. Đó. Chất trồng sơ sơ nhìn thấy vỏ đậu luôn. Chất trồng ở trộn mít với cái gì nữa thì chưa biết được. Thì bây giờ em sẽ đi gặp ông chủ vườn này cho anh chị mình cùng giao lưu nha. Ồ, đây có một cây quấn vô nè. Cây này nhìn bên quen ta. Cây này cây mai vàng. Cây gì? Cây đó cây xanh. Cây xanh hả? Không biết tên đúng không? Cây xanh á, chứ là cái giống như cây kiển á. Cây kiển á, chứ không phải cây mai. Không biết tên thì nói là không biết tên đi. Biết, không biết, trời ơi. Không biết. Nè, đây hồng ngọc mai nè. Ghê trời, hồng ngọc mai hả? Ờ. Vô gặp anh chủ đi. Hello anh, em chào anh. Chào dạ. Anh
Chào sư cô. Chào anh Linh nha. Vâng. Đó, nãy em thấy sơ sơ thấy chất chồng của anh là có cả đậu phộng nữa anh. À, đậu phộng thì một số ít thôi, còn chủ yếu là ở đây anh trồng đất là nhiều. Ủa cái giống này là giống gì, anh thấy ra y như là rau muống nha anh. À cái này mai ở miệt trên á, mai xứ lạnh á. Mai xứ lạnh hả? À, của gì? Đắk Lắk. Này là gọi là giống gì anh? Anh không biết nữa, tại người ta gửi mà em coi cái cây nè. Đó nó đào cái bầu ngộ lắm, nó đào đây nó trắng y cái vàng rễ của người ta đây. Cái nó đào cái bầu bự của bên kia, tại vì nó bị chôn ngang này là nó đâu biết đâu. Đó, đào chôn đem về nó rớt y cái cây ra luôn. Nhìn nó là nó bị rã bầu luôn. Rồi, hả? Bung rớt bung hết rồi hả? Mà sao giờ vẫn còn xanh tốt dữ vậy? Thì anh cũng ra đọc đỏ quá trời luôn ha. Nó... Mai xứ lạnh là bỏ trong mát hả? Mình phải để trong mát. Tại mai xứ lạnh nói chung nó cũng khó trồng hơn mai mình ở đây, tại nó về nó không có quen thổ nhưỡng á. Chứ còn cha vậy chất chồng của anh là cái chắc cũng phải có cái gì nó khác mấy vườn khác đây nè. Em thấy ở trong đây là đây đâu anh em mình ra phía ngoài này coi cái chất chồng của anh là trộn là gì vậy anh? Đó, anh đi trước đi. Anh là chủ yếu là đất là nhiều, phần đất là nhiều. Đất là nhiều ha. Hiện đất mà cây mai nó chịu rồi, nó quen rồi á là nó sống rất là bền vững. Còn vỏ đậu hay là sơ dừa đồ thì nó cũng không có, nó không có, nó dễ bị sụp. Đất là nó chịu được lâu hơn. Nhưng mà thường người ta đất là chỉ trồng bồn hay là trồng dưới đất thôi, chứ anh trồng chậu mà trồng đất luôn hả? Thí dụ như đâu? Đây nè, coi thử coi. Đây là phần trăm đất là nhiều rồi, thấy không? Ai dám trồng mai mà trồng đất nha anh không? Anh nói thật luôn á. Tại thường là trồng chậu là không ai trồng đất á. Ít lắm. Nhưng đâu. Mà quan trọng nhất á là mình phải xử lý cái đáy chậu. Thí dụ mình trong này 50% đất thì mình phải xử lý cái đáy chậu cho nó thoát nước cỡ nào. Nó tùy theo cái đất mình ít nhiều, 10%, 20%, 30%. Vậy là của anh là xài tới 50% đất luôn. Đúng rồi. Đất ở đây mình xài đất gì anh? Đất sỏi cơm của mình á, bắt đầu mình... Nè em lại em quan sát lại cái chất trồng này là anh đã trộn hết chưa? Không, cái này là nó bị mắc mưa, anh không có sử dụng này đâu. Chất trồng của anh á là anh để riêng đằng sau à. Đâu giờ đâu lại chỗ chất trồng của anh coi thử anh. Đây để anh không là nói chung là cũng giấu luôn á, anh nói thật luôn, chứ còn để ra ngoài anh em bắt tại... trước hả anh em bắt trước hả? Không phải bắt trước nhưng mà ý là không có được nhiều á, mình làm một lần một mẻ vậy nó đâu có nhiều đâu. Em tưởng là anh giấu luôn giếm luôn chứ đâu có, anh em mà mốt có là chia sẻ anh em mới chứ đâu có gì đâu. Nào giờ đây coi thử coi coi chất chồng của anh sao đây. Đây cái này hả, mai phôi chỗ lúa. Nắng quá bà con. Nắng quá. Chà, chất chồng để cất giấu ra đây nè anh chị. Không phải giấu nhưng mình để cho nó khỏi mắc mưa, tới chừng mình xử lý nó dễ hơn, hiểu không? Là để coi cái này là anh trộn sẵn chưa? Chưa, cái này là đất không. Đất không? Đất không. Là anh mua hay là không, sao? Không, anh tự làm chứ mua đất mà anh tự làm gì, đất mình tự đào chứ hả? Đâu. Mình đúng lên chứ thì đất bình thường nói chung là đất nào cũng được. Bây giờ tại thường nếu mà đất á thì theo em biết á là người ta chỉ xài hay xài đất mặt ruộng hoặc là đất Vĩnh Long. Anh đây đất đỏ đây. Còn của anh là anh xài đất gì? Anh xài đất đỏ với là sỏi cơm nè. Đất đỏ với sỏi cơm. Ừ. Đâu khoan để em quay cận cho anh chị xem nha. Trong này là có vỏ đậu phộng luôn. Cái vỏ đậu phộng á là mình lúc mình nướng cái đất này á là mình phải sử dụng cái vỏ đậu phộng mình đổ vô luôn cho nó không có nấm bệnh nhiều. Tức là cái đất này anh đập cho nó tơi ra. Đúng xong rồi anh đốt nó hả? Đốt nó. Đó. Nung nó lên. Rồi anh trộn thêm vỏ đậu phộng vô nữa. Vỏ đậu phộng là phải xử lý lúc mà mình đang nung nó đang nóng á, mình trộn vô là những cái vi sinh vật nó chết rồi mình đỡ ấy. Là ở đây gọi là chỉ có hai cái thôi. Vỏ đậu phộng với đất thôi. Vỏ đậu phộng với đất.
Còn sau với này mình trộn với rễ dừa với lại đông rễ dừa là cái đen đen đó phải không? Ừ, rễ dừa này, rễ dừa mục á. Đó nó nè. Anh có rễ dừa mục. À, rễ dừa là ba cái là anh trộn vô luôn. Đúng rồi. Mà mình cứ thí dụ trấu là có anh cũng đổ vô luôn là mình làm lúc đó là nó đang nóng á. Là trấu sao trấu trấu sống phải không? À, trấu sống bò trĩ nó ở dữ lắm. À, vậy là mấy em mới thấy là bốn chất rồi đó. Bốn chất. Đất đỏ. Đúng. Rồi rễ dừa. Nè, em thấy không? Rồi cục đất anh nung riết mà nè. Đo anh bóp thử đó, rồi. Đó, không, nung nó gần như là nếu mà đất Karama là cũng làm mệt với cái đất này á, chứ không phải là đất ra camera nó không có chất. Còn cái đất này là mình bỏ vô cây mai nó có chất luôn. À, tức là anh nung chung với mấy cái đó luôn mà. Đúng rồi, nung chung lên cho nó nóng cái cục đất lên. À. Là cái là nếu mà mình đất mà nó càng chất nhựa nhiều quá mình nung cho nó càng chín thì nó không có bị lèn. À. Nó lèn cái mặt cây là mai. Là dữ hơn cái đất Nhật luôn hả? Đất Nhật là mắc tiền lắm á. Không phải mình nói dữ hơn thì mình nói nó giống như giờ không tin giờ lấy đất Akarama trồng dưới đất của anh thử coi là biết liền thôi. Bỏ vô thịt trồng là biết liền. Vậy là chất trồng của anh là em thấy được có bốn chất. Còn gì nữa không ta? Còn gì nữa không anh? Có rễ dừa nè, vỏ đậu phộng nè, đất đỏ nè, nhưng mà với trong... chấu là bốn. Trong này còn gì nữa? Trong này có vỏ trứng luôn. Đâu rồi cho em coi. Nè, vỏ trứng mà nó đập vỏ nhuyễn trứng đó. À, là năm. Ừ. Vỏ trứng là năm. Vỏ gì nữa anh? Rồi vậy thôi chứ đâu có còn gì nữa không cho cho em xem bí quyết cái coi. Đó thì mình đốt mấy cái cây củi gì nó thành than cái bắt đầu mình đổ mấy cái kia vô than nữa là sáu. Không, cái này là cái cây của mình à, bỏ chung để đốt, chung để đốt á. Chứ thôi nó tính năm thôi. Ừ, tính năm thôi. Hỗn hợp của ảnh là nó có năm cái trộn lại rồi nung lại với nhau anh chị ơi. Mà anh xài cái công thức này là được lâu chưa? Lâu rồi. Tại vì hồi đó anh trồng tiêu á. Trồng tiêu tại mình thấy tiêu người ta chết hết mà tiêu anh không chết. Là hồi đó là bao lâu anh là trồng tiêu? Cũng hai mấy năm, 30 năm rồi. Tại vì là sau này anh trồng mai là anh cũng áp dụng theo vậy. Hiểu không? Nó hơi cực thiệt. Vậy là anh áp dụng từ cái cây bên trồng tiêu qua. Ừ. Tiêu người ta hả? Anh nói nó chết cả vườn vậy mà tiêu mà anh không chết. À. Ồ hay vậy ta. Ừ. Thì mình mới biết là mình đốt nó lên là nó mới tốt. Đó. À. Vậy là cái vườn này của mình là mình được bao lâu rồi anh? Nếu mà tính ra cũng được anh chơi không à? Rễ dừa nè anh chị. Mười mấy năm rồi. Rễ dừa nè. À. Vậy là bí kíp của ảnh để có bộ lá nó đẹp như vậy nè anh chị ha. Đó, lại chất trồng nó là gồm 5 cái ha. Còn bữa giờ là anh vô phân được mấy đợt rồi? Khoảng ba bốn đợt. Ba bốn đợt hả? Ba bốn đợt là ba đợt hay bốn đợt? Giống nữa. Bốn đợt á, tại vì không phải giấu gì hết á. Rảnh lúc nào qua vô lúc đó chứ anh cũng một mình anh chăm cái vườn này cái bắt đầu cái rút lãnh là còn mắc bên bán quán nữa. À mà phân thường là anh vô phân thùng hay là phân hữu cơ hay là phân dơ hơn đồn? Phân thùng cũng có, phân hữu cơ cũng có, nhưng mà ở đây anh nếu mà đạm thì anh xài đạm cá nhiều. Đạm cá anh lấy từ đâu? từ nhà anh luôn, tại vì nhà anh làm cá đục. À rồi hồi nãy anh chị thấy không, gỗ cá đục là cái quán nhà anh luôn. Là em nghe, nghe nói là cái gỗ cá đục này là coi như là đặc sản ở Vũng Tàu này luôn phải không anh? Đúng rồi, đặc sản. Ở trên Google Maps có đó anh chị ơi. Anh chị vô Google Maps search gỗ cá đục cái tới vườn ảnh luôn ha. Cá đục là cá biển. Đầu bếp chính. Đầu bếp chính luôn. Mới được ăn á mà anh chị. Mới được anh đãi. Rồi đây là phân thuốc ha anh. Ừ. Anh có thể chia sẻ chút xíu về cái bí quyết này chút xíu cho bà con được không? Thì cũng vậy thì cũng. Ôi, có cái phân, có phân thùng anh nào BB phải không? Dạ có. Rồi. Bữa coi anh Út khác BB. Đó cái mua thùng mới tới, cái... mới tưới được đợt đầu. À. Đó còn hơn nửa thùng á. Vậy là anh cũng có tưới phân này luôn nè anh chị. Ngoài ra một cái đợt tưới vậy là anh pha làm sao? Thì một ở đây anh tưới vườn anh 100 lít thì pha một lít này
100 lít phải lúc này không còn thế, ý em nói là anh trộn thêm gì nữa anh pha á. Với hồi trước là anh xài cái gì, công thức gì? Không, hồi trước không có này thì anh cũng vẫn xài đây nè, ba cái đâu anh lấy cho bà, mọi người xem thử coi. Nhưng mà cái thằng rót hai này cũng hay lắm nè. Rồi, cái này rót hai thì nhiều người biết rồi nè ha, nào AM cũng nhiều người biết rồi nè ha. Rút OA nè, giống bên vườn của anh Út nè, anh chị vườn Minh Long đó cũng xài cái rút OA nè anh chị. Chai này mà 5 lít cũng mắc lắm nha, cái loại này cũng mắc. Nó ghi đó 350, cái chai cái này 1 lít mà 350. Ờ lít 350. Ừ. Anh mua cái loại 5 lít đó là 500 mấy. Biết phải không nữa, nghe nghe Út nói vậy á. Ủa sao mà vậy, nó có bán lộn anh với anh cũng xài này thường xuyên. Vậy hả? Ừ. Vậy là cái này anh mua mắc hay sao rồi á? Tùy chỗ bán. Chắc tùy chỗ bán. Về hỏi lại nha. bị thuốc rồi. Bị thuốc rồi. Rồi còn gì nữa anh? Thì lên đạm hết rồi. Còn thuốc xịt thì anh xịt thằng này. Anh có cho giờ thêm NPK gì nữa không? Có. Ở vườn anh ít xài NPK lắm. Một năm là đây nè. Thời điểm này gần đây nhất là anh xịt cái gì rồi mà vào ngày mấy anh? Nè, một năm xài có như 3 kg đó là xài gần cả năm á. Cái này là gì anh có thể nói cho bà con? Thì cái này DAB này 30 10. Đó, trộn chung vô vậy. Cái này trộn chung mấy bữa mà mưa nhiều quá anh rải. À anh trộn chung vô ha. Rồi vậy thôi. Mình rải cây cả chừng nửa muỗng cà phê à. Không rải nhiều. Cho nó có hơi vậy thôi chứ còn là năm anh xài một lần vậy ha? Không, thí dụ mình tưới phân thùng mình bỏ vô khoảng chừng nắm vậy á. 100 lít cỡ chừng 2 nắm này thôi. 100 lít 2 nắm. Ừ. Cho nó có hơi vậy thôi chứ xài phân hóa học nhiều quá nó sau này cái mai mình nó suy dữ lắm. Hiện tại là ở vườn anh là có bao nhiêu giống đó tất cả? Giống gì cũng có, cúc lá rí, cúc gì dảo, nói chung là mấy chục giống á, khoảng chừng 40 giống á. Tại em đang nói với mọi người nói là bữa cũng lên ở Vũng Tàu mà thấy toàn vườn lớn lớn vậy không á, nhưng mà nhìn sơ cái vườn của anh là nó không có nhiều cây lớn, nhưng mà nghe nói là có nhiều cái hàng độc lạ lắm nha. có một cây à. Có nhiều cây bây giờ chỉ có ghép ra thôi chứ còn nhiều cây. Còn nhiều cây ha. Bây giờ anh chị thấy em vừa mới tham quan ở vườn mai của mình, gọi là bonsai Long Điền. Long Điền anh ha. Ừ. Long Điền là thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ừ. Khúc này là khúc ở đâu anh? Nó giáp với thành phố Bà Rịa. À. Thì bây giờ anh chị vừa mới theo dõi cái quá trình mà xử lý công thức phân thuốc ở vườn mai của anh Linh, vườn mai bonsai Long Điền. Thì chút xíu nữa là em nghe nói có cái giống mới của mình nó đang hot phải không anh? Nói chung là cũng chưa có ngoài thị trường đâu. Chưa có ngoài thị trường ha. Làm gì hot được. Nói chung là mà cái này nó có tên gì chưa anh? Chưa em, chưa đặt tên em. Chưa đặt tên gì luôn. Cha, nghe hấp dẫn quá, chưa vậy có tên thì luôn. Thì mình làm cho nó hot luôn đi. Vậy hả? 10 điểm. Rồi, bây giờ anh chị đợi em 5 phút nữa ha. Em làm một cái clip tiếp theo, clip mới mình đó. Xem coi. Đón xem coi cái giống đó là như thế nào nha. Yes. Rồi, tới đây em xin tạm dừng cái clip này nha anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở cái clip tiếp theo. Chào em Hương, chào anh Linh nha. Chào em.